là một cơ hội rất là quý giá, tại vì không phải khi nào cũng có được một doanh nghiệp tới như thế này để đến. Thì cái này là năng lực thật sự của mình, bạn
tham gia phỏng vấn thật nhiều công ty và bạn sẽ biết là ngưỡng chịu đựng của người mua là bao nhiêu sau đây là được ạ. Ok. Sau khi mà em dần dần trình bày của anh về công ty HS thì rất nhiều bạn ở đây là rất là thích.
khối lượng học nặng nhất và cũng rất là khó, không phải tất cả người đều có thể học được khoa kỹ thuật. Vậy thì cái có khi mà một làm việc đã cắt xét thì các bạn có cần chứng chỉ không, hay là nếu mà không có bạn thì có được đào tạo lại, hay là có cần phải có ảnh hưởng gì để thi nhiều các bạn không? Cảm ơn câu hỏi của em. Không biết là các bạn khác có lo lắng như vậy không? Giả sử trong thời bạn lo lắng như vậy thì thực ra thì đúng, các bạn vào Aztec, bản thân mình là vào Aztec mình đang rất là sợ. Mình sợ bị ông sếp mình ông kia kể ông ấy bảo là ngay mình là dân Nhật đấy, mình là dân Nhật, mình 2 năm ở Ý, các bạn nói Nhật mình không sao, nói Ý mình không sao, nhưng mà nói tiếng Anh mình sợ kinh khủng luôn. Mình lo lắng, rất là lo lắng. Ok, tuy nhiên là có cái cũng như bạn nhớ lại một vài cái slide trước của mình ấy, thì ý là này, cái sợ hãi không làm đến thành công của một người. Các bạn không biết về mặt công ty sẽ không yêu cầu bạn có chứng chỉ. Theo sản phẩm còn thẳng thắn trực tiếp vào cơ thể của bạn, công ty không yêu cầu bạn có chứng chỉ. Công ty cũng không đánh giá nhân viên, năng lực nhân viên của mình đâu đó qua chứng chỉ bạn đạt được một cách rất là rõ ràng, để nó còn nói một cái đánh giá thêm một mức lương của bạn ấy khi bạn đã có chứng chỉ thật sự. Nhưng cái quan trọng là cái thái độ của bạn với công việc và thái độ của bạn với cả cái trách nhiệm của bạn với công việc thôi. Còn cái tiếng Anh ấy, thì thực ra nếu mà mình IT mà các bạn không giỏi tiếng Anh thì mình hơi thấy vô lý, bởi đa phần các tài liệu của một ngành IT đa phần là sẽ học bằng tiếng Anh. Đấy, nếu không có tiếng Anh thì các bạn rất là khó có thể vào kiểm tra theo kiểu Stack Overflow, nếu mà lúc mà search những cái code ở trên mạng gồm bài các thầy mình vào search chẳng hạn. Ví dụ là bài này là chưa về code để modify thì đi đồn thầy chắc thầy không biết đâu, chẳng hạn thế. Ví dụ là không biết tiếng Anh chứ, không biết tiếng Anh sẽ sửa gì, đúng không? Thế là sao để đáp ứng đủ công việc của mình không vấn đề gì. Tuy nhiên, nếu mà vào công ty mang tính chất là cầu Nasdaq, các bạn sẽ bị yêu cầu hơn một chút, là nếu được các bạn cố gắng đừng sợ mà trao đổi thêm bằng tiếng Anh, bởi vì có rất nhiều người Anh đến, rồi thậm chí những cái người bên bài bên Nhật ấy, họ nói tiếng Anh rất là giỏi, và đấy thì cái việc mà mọi người nói tiếng Anh giỏi là tăng cái cơ hội người được tiếp cận với những người mà tầng lớp cao hơn mình ấy, thì mình leo lên nó dễ hơn. Còn nếu mà không thì mình rất là khó giao tiếp với họ chẳng hạn, đúng không? Thì đây cái thay thế thể luôn để mình là bên nhật, tức là các bạn nào mà muốn vào công ty mình một chữ tiếng Nhật ấy, thì không nên sợ. Nhật tiếng Nhật khó thứ hai trên thế giới sau bóng những kỳ gió thì ở châu Phi, nhưng mà cũng không nên sợ, bởi vì khi mà các bạn sợ các bạn không học được tiếng, và tiếp theo là tiếng thực tế nó là nếu mà các bạn học giỏi tiếng thì ra tiếng nó chỉ là cái phương tiện. Chúng như mình nói trong tiếng Việt nói chuyện với bạn ấy, thì chỉ là một phương tiện để mình có thể tiếp cận được bạn thôi. Nếu mà có ngôn ngữ thì nó sẽ giúp cho bạn phát triển hơn, chứ không phải là yếu tố tận. Cái quan trọng của cái ngôn ngữ ở đây nó là một nền communication chứ không phải language. Có một câu hỏi nữa về Aztec là ví dụ em là dân ngôn ngữ thì em rất là ngưỡng mộ các bạn có công ty, rất là khó. Anh Việt trả lời em câu này, anh Việt là người nắm rất rõ các hoạt động của công ty để có thể các bạn có thể. Anh nghĩ là chắc là chúng ta cần bỏ qua được slide một chút, vì anh thấy mọi người hỏi rất nhiều câu hỏi và anh nghĩ là cái đấy là thành công tâm hơn. Thì anh nhắc lại câu hỏi một chút, tức là em cũng tìm hiểu xem là trong công ty có các hoạt động gì đúng không? Thì thực tế công ty có rất nhiều hoạt động. Tại vì sao? Bởi vì là cái lứa tuổi của anh em ở trong công ty đều là những người trẻ. Trung bình lứa tuổi của Nasdaq là 27. Và những người trẻ 8 tiếng một ngày ngồi đối diện với bạn mình thì chắc chắn là phải cần giải trí, cần chơi rất nhiều. Thì công ty có cái gì? Nhất là về các hoạt động gần như hàng tháng là đều có hoạt động. Các hoạt động đó nó tạo ra cái sự gắn kết cho mọi người. Tại vì để mọi người làm việc được với nhau thì mọi người phải chơi với nhau, đúng không? Thì ví dụ như là hàng tháng thì có các cái buổi sinh nhật thì đều có các cái thông báo của mọi người, công ty sẽ có cái hoa quả mọi người ăn trong buổi chúc mừng sinh nhật các bạn ở trong cùng dự án. Đấy là ví dụ. Rồi có các giải thể thao, câu lạc bộ bóng đá, câu lạc bộ tennis, rồi câu lạc bộ bơi, rồi khá nhiều câu lạc bộ mà anh không track hết được, thì bạn Linh thì bạn đang ngồi cầm máy ảnh kia là chủ nhiệm rất nhiều câu lạc bộ. Ngoài ra thì còn anh cũng có tổ chức rất nhiều các cái hoạt động liên quan đến charity. Tại sao chúng ta phải làm charity? Tại vì
tất cả chúng ta đều có những người thì đến từ những vùng miền khác nhau, có những mẹ thì sinh trưởng ở thành phố. Đấy. Ví dụ như con trai anh bây giờ thì gần như là đi về quê mà bảo nó chạy ở trên bờ ruộng thì nó không dám. Bạn ấy rất là sợ, thì bạn ấy sẽ không bao giờ bạn ấy hiểu được. Anh nói luôn rồi, thì bạn ấy không bao giờ hiểu được cái cảm giác của người nông dân, người ta phải bước chân xuống ruộng giữa một cái ngày rét của Tết như thế nào cả. Đấy, thì những bạn mà sinh trưởng ở nông thôn thì cũng có thể sẽ hiểu điều đó. Thì trong một cái công ty, trong một cái tập thể thì luôn luôn có những sự khác biệt về cách sống cũng như là cách suy nghĩ và cách sinh hoạt. Thì bọn anh tổ chức khá nhiều các hoạt động charity để cho mọi người gắn kết với nhau về mặt công ty. Mọi người và ví dụ bọn anh lên làm việc, bọn anh ở trong công ty có hoạt động ở đây cũng quỹ từ thiện, và sau đó bọn anh cùng anh em là đi lên các cái trường ở trên Hòa Bình và mình làm các công việc thiện nguyện ở trên đó. Một câu hỏi cuối thôi thì các bạn thấy rất là nhiều cái thắc mắc của các bạn là chúng ta có một điều ạ. Thì một vấn đề đó là khi mà tuyển dụng nhận thì các bạn ý, em biết là từ nhân viên đại học Cao Long là có năng lực rất là tốt, nhưng các bạn ý lại thiếu những kỹ năng khi mà tuyển dụng. Vậy thì em có thể nói ra những cái lỗi mà các bạn em thấy là các bạn hay gặp nhất, và ví dụ như là các bạn ấy thì không có nhiều, không được làm công việc đúng ngành nghề mà toàn làm cái việc như là làm ở quán trà sữa hay là thêm sale, thì đấy có được kinh nghiệm không, và có nên nhìn vào hồ sơ là để kinh nghiệm không? Anh nghĩ tất cả cái đấy đều là kinh nghiệm, và cái mà người tuyển dụng tìm kiếm ở những người kỹ sư tương lai là gì, giống như là những cầu thủ đá bóng, chúng ta đều xem cầu thủ ai đá đá cầu đúng không, thì vào sân có những cầu thủ mà mình tưởng là vào sân họ sẽ đá rất hay nhưng mà cuối cùng họ đá không hay lắm, nhưng mà thỉnh thoảng có những cầu thủ đá không hay lắm và vào sân lại đá rất hay. Những cầu thủ đấy thì có điểm chung, cầu thủ đá hay những điểm chung của họ là gì? Thứ nhất như là thành cũng vừa đó, cái quan trọng nhất đấy là cái thành, bởi vì cái đấy đó là cái điểm của chúng ta đi rất nhanh. Không phải tất cả chúng ta ngồi ở đây ai cũng đều có thái độ tốt ngay bây giờ, nhưng mà cái thái độ là một cái thứ mà chúng ta có thể học, chúng ta có thể thay đổi được nếu mà chúng ta thực sự chúng ta phải học. Thái độ về những cái hiện tại chúng ta có, thái độ về những môn học hiện tại bây giờ trong nhà trường và các thầy đang dạy cho mình, giống như là thầy vừa nói lúc nãy, đó là những cái foundation rất là quan trọng. Thì các bạn phải start ngay từ ngày hôm nay, phải có thái độ rất đúng với những cái mà chúng ta đang học, có thái độ rất đúng về cái định hướng nghề nghiệp của mình, bắt đầu ngay từ ngày mai. Mỗi tuần thay vì là suốt cả tuần chúng ta học và đi chơi, được đi chơi với bạn, thì hãy dành ra cho chúng ta một tiếng đồng hồ một tuần, hoặc là 30 phút hoặc thậm chí chỉ 15 phút thôi, nghĩ thật kỹ về việc chúng ta sẽ làm gì, chúng ta sẽ hỏi ai về cái việc chúng ta sẽ làm gì, chúng ta cần phải thay đổi cái gì, những cái gì mình đang thiếu trong kỹ năng của mình. Thì đấy là cái vấn đề thái độ. Thì là một người tuyển dụng thì bọn em sẽ thường là tìm kiếm cái yếu tố đó, tại vì là tương lai là bất định, không phải là bọn em có thể dùng được những kỹ năng, tất cả các kỹ năng của bọn em có được trên ghế nhà trường ngay lập tức, hoặc là qua các cái tháng training của bọn em, và bọn em tìm kiếm cái thái độ, bởi vì bọn em sẽ đi được rất xa, nhưng mà có cái mới thì em sẽ tiếp cận được rất là nhanh. Rất là cảm ơn cô thầy giáo, các bạn có thể đánh giá một tràng vỗ tay. Một lần nữa sẽ dành một tràng pháo tay cho thời gian của các anh chị.